Ghi chép lời nói của anh cậu hôm nay tôi xem hết rồi, rất có hương vị của đảng Cộng sản. Nhưng mà chúng tôi cả ngày theo dõi anh ấy, không thấy anh ấy tiếp xúc với ai hết. Cho nên đây chính là nguyên nhân mà hôm nay tôi không phạt cậu. Cũng có thể là Tiết Quyển Ninh, cũng có thể là những người khác bên cạnh. Đi tìm ra người đó đi. Nhưng mà ra tay từ đâu đây? Ra tay từ những chuyện trùng hợp nối tiếp này. Hơn nữa, những trùng hợp này đều có liên quan đến người này. Mãn Quy Hoàng, có chứng cứ không? Có chứng cứ hắn ta có thể sống được sao? Cậu tìm ở Thượng Hải, tôi thông báo cho Quan Đông Quân và Bộ Tư lệnh Hoa Bắc hiệp lực điều tra ra bối Lạc Gia này. Căn cứ theo mục số 2 điều số 5, lừa gạt uy hiếp hội trưởng, trợ giúp người ngoài, làm hại đến lợi ích thương hội, tự ý vận chuyển thuốc phiện là ngỗ ngược, khai hương đường tự mình cắt đứt. Tự mình cắt đứt. Quan lão gia tha mạng, quan lão gia tha mạng, tôi không dám nữa. Quan tiên sinh, Hoàng Siêu đã chết rồi, hay là tha cho bọn họ đi. Như vậy cậu không cảm thấy phá hỏng quy tắc hay sao? Là người Nhật phá hỏng quy tắc, đâu có liên quan đến bọn họ chứ. Hay là nói với bọn họ, cho họ thêm một cơ hội, chỉ cần bọn họ không làm hán giang, không buôn thuốc phiện, dứt khoát từ bỏ. Chúng ta bây giờ đang cần chấn chỉnh lại cơ nghiệp. Là người như bọn họ sau này chúng ta không cần nữa. Lại làm hư quy tắc nữa rồi. Hay là cậu cũng quỳ xuống đây đi. Ông chủ chưa nói chuyện, chưa lên tiếng, cậu cứ ở đây léo nhéo. Nó cứ như đang biểu diễn ngoài chợ ấy. Hát về thì ra quán trà mà hát, khóc tang thì ra bia mộ. Cậu cứ chạy cối ở đây làm gì thế? Cậu à, cậu đừng có tức nữa mà. Được rồi, để bằng cháu gái tôi đấy. Giả miệng thì tôi bỏ. Được rồi, cậu đừng có tức nữa. Ba, con thấy việc này Diên Soái nói cũng đúng đó. Cứ tha cho bọn họ lần này đi. Ta thấy nếu như Hoàng Siêu đã đền mạng, không cần thiết phải cho người chết nữa. Đứng lên đi. Đứng lên hết đi. Cảm ơn quan lão gia. Cảm ơn quan lão gia. Cảm ơn quan lão gia. Hôm nay các lão đại của chi nhánh đều ở đây. Tôi có chuyện này muốn tuyên bố trước mặt của mọi người. Nói cậu đó, nhìn đâu thế? Cậu còn chạy cối ở đây làm gì? Lát nữa toàn là quản lý cấp cao mở cuộc họp. Một đứa người làm như cậu ra ngoài đi. Đi đi, đi mau. Quan tiên sinh, tôi đi ra ngoài trước đây. Chờ một chút. Quan tiên sinh, các vị lão gia, quan mẫu tôi bây giờ giống như người đã chết, nằm một khoảng thời gian dài như vậy. Tôi phải cảm ơn mọi người ở đây. Cảm ơn mọi người đã không rời bỏ. Cảm ơn mọi người, đặc biệt hôm nay. Thằng nhóc này là nó giữ vững được bến tàu của chúng ta, giữ vững được mặt mũi của chúng ta. Tôi bây giờ tuyên bố, trước khi những chuyện A Kiệt quản lý, sau này tôi sẽ giao cho thằng nhóc này. Tôi không được đâu anh rể.
Chuyện này sao mà được chứ? Chuyện lớn như vậy giao cho tôi chứ. Bởi vì là giao cho cậu mới xảy ra chuyện lớn như hôm nay đó. Vậy tôi chỉ có lòng tốt thôi mà. Lòng tốt làm hỏng việc thì là do vấn đề năng lực thôi. Được rồi, cậu về nhà lo việc trong nhà chúng ta đi. Năng lực của tôi to lớn như vậy, tôi chỉ lo chút chuyện nhỏ xíu trong nhà, như vậy mất phí tài năng. Cậu à, trước kia cậu là tổng quản đại đội mà, quyền lực cũng lớn nữa. Ba của con có tam cung lục viện, cần cậu lo không? Cậu của con chính là Lý Liên Anh đó. Chị à, chị mất sớm quá đi. Nếu như chị còn ở trên đời này. Cậu à, chị ơi, bây giờ sẵn sàng nó cũng ăn hiếp em. Tên cẩu đồ tài đó, nó trèo lên đầu lên cổ em. Em không thể ở lại nhà hậu quan nữa rồi. Đưa tôi đến mã hội, tôi muốn đi cưỡi ngựa. Lão già này khóc thật rồi sao? Nhất định là phải chịu thiệt thòi rồi. Không phải, theo lý mà nói, ai dám chọc ông cậu này uất ức chứ? Cái nhà này của chúng ta, quay đầu một cái phải đãi tiệc tên chăn ngựa này thôi. Cái gì mà đãi tiệc chứ? Vừa nãy cô xem đồ ăn rồi, đến con tôm cũng không có. Là do thằng nhóc nghèo đó ăn không quen. Ba sợ nó đau bụng. Ai nói thế? Lần trước con mời anh ta ăn cơm, anh ta thiếu chút ăn luôn cả giỏ. Con từng mời nó ăn tôm hùm sao? Chừng nào con mới mời ba đi ăn? Ba có thể so với anh ta sao? Con chỉ là muốn nâng cao vị trí của anh ta thôi. Ba thấy con muốn nâng cao dạ dày của cậu ta thì có. Lão quan, bệnh của ba vừa tốt là tức con đúng hay không? Con đang chọc tức ba đó chứ. Ai cũng nói Đổng Vĩnh yêu thức tiên nữ. Bà thấy thức tiên nữ không dễ dàng gì. Con mang theo tôm hùm hạ phàm đó, cẩn thận chịu hư cậu ta đó. Viên sói đó với cậu tôi sao mà chưa chịu xuống đây vậy? Viên tiên sinh nói là anh ấy lâu rồi không hề về nhà cho nên về rồi. Đi rồi. Rượu này còn uống được hay không? Con bắt anh ta về uống với ba. Phải hát một khúc Ôn Tủ Trảm Qua Hồn rồi. Ai đó? Đừng tránh đường. Anh đứng ngay ra đó làm gì? Đi chơi với quan đại tiểu thư cả ngày không mệt hả? Ăn cơm đi. Chơi gì mà cả ngày? Đừng nói bậy chứ. Xảy ra chuyện gì thế? Không có gì xảy ra hết. Vậy cần gì tiêu tiền lắm thế? Làm như giao thừa. Cũng đâu phải tiền của em. Tiền của ai? Khu thu bỏ tiền ra làm đó. Ăn xong bữa này, sau này không qua nữa hay sao? Ăn xong bữa cơm tạ tội này, anh nếu vẫn không tha thứ cho tôi thì tôi thực sự không qua nữa. Cậu muốn tạ tội gì thế? Lại không nghe theo sự sắp xếp của anh, không đi theo chú Kiệt nên chú Kiệt mới chết. Anh soái, tôi sai rồi. Cho dù cậu có theo chú Kiệt vẫn chết thôi. Làm không tốt còn kéo cả cậu theo nữa. Cho nên không có gì phải bồi tội hết. Coi như một bài học đi. Không có gì đâu. Ngồi đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Tôi cũng nhắc nhở mọi người, bây giờ đám nhặt nhạnh gì thuốc phiện mà cái gì cũng dám làm hết. Cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận.
Lão phương trượng nói với tôi, ông ấy nói, được rồi đừng hát nữa, mau ăn đi. Tin tức nhanh nhẹn gì? Bà của tôi vừa tuyên bố là ở đây làm yến tiệc ăn mừng rồi. Yến tiệc ăn mừng gì chứ? Chúng tôi đang cơm tạ tội của Thu Thu. Cơm tạ tội? Tạ tội gì chứ? Ăn mừng? Ăn mừng cái gì? Dù sao cũng không phải ba người. Tôi vừa sinh ra là phải ăn mừng rồi. Mọi người nói xem còn ai nữa? Chúc mừng anh soái phục chức rồi. Không chỉ có chuyện phục chức không đâu. Vậy là trợ lý thăng chức quản lý rồi. Anh soái, tôi nói cho anh biết, cho dù là giám đốc hay phó giám đốc, chỉ là cần là giám đốc thì cả đời này ổn rồi. Phó giám đốc thì đãi tiệc làm gì chứ? Thật sự là giám đốc hay sao? Tên nhóc viên giả kia là quan gì thế? Hình như là sở trưởng gì gì đó. Giám đốc với sở trưởng ai to hơn? Dù sao cũng là cùng cấp. Vấn đề sở trưởng giám đốc ai to hơn này, tôi cảm thấy có thể giao cho quốc gia. Hai người đừng có ở đây bà nhảm nữa đi. Tôi đến là muốn nói cho mọi người nghe, viên soái bây giờ đã là. Cô đừng có ở đây hò hét nữa. Đây không phải là biệt thự nhà họ Quan các cô đâu. Đây là địa bàn của chúng tôi. Anh thăng chức lên cái gì vậy? Cuối cùng cũng đến được tôi nói rồi hay sao? Đoán mười cái gì thế? Quan tiên sinh bảo tôi tiếp quản vị trí của chú Kiệt thôi. Anh soái tử cuối cùng cũng nên công chuyện rồi. Anh có nằm mơ cũng không nghĩ đến chứ gì? Tôi nói cho anh nghe, anh cuối cùng cũng nên công chuyện rồi. Hai người sùm cái gì vậy? Tôi thăng chức chứ có phải là hai người thăng chức đâu. Điên khùng gì thế? Vui mừng vui mừng. Cái này không phải thăng chức, cái này là lên trời rồi. Lên trời không may mắn xíu nào đâu. Cô nói bậy bạ gì thế? Tôi nói bậy bạ gì chứ? Lên trời? Không nghe câu nói người xưa hay nói hay sao? Bọ hung biến thành diều hâu, một bước lên trời. Tôi chưa từng nghe thiệt. Cái gì hung, cái gì chim chứ? Cô ấy nói tôi là con bọ hung biến thành diều hâu bay lên trời. Phải đó. Vậy thì anh càng không được ở chỗ thế này rồi. Vậy tôi ở chỗ nào? Tôi lên trời kiếm được hoàng đại đế để ở hay sao? Anh đừng có nhắc đến tên du ký. Mục đích ngày hôm nay tôi đến đây chính là bảo anh dọn nhà. Dọn nhà? Dọn đi đâu? Cô nói xem. Chú Kiệt là tổng quản nhà chúng tôi, ở nhà chúng tôi 15 năm rồi. Cô nói xem anh ấy nên ở đâu? Tôi vẫn nên ở đây thì hơn. Tôi ở đây không ảnh hưởng đến chuyện làm gì cho nhà cô. Tổng quản nhà hậu quan nhất định sẽ ở nhà hậu quan. Anh sói tử à? Nhìn bộ dạng anh thật là muốn chuyển qua đó hay sao? Anh không về đây nữa hay sao chứ? Vậy sau này nếu chúng tôi nhớ anh, muốn đến đó thăm anh, bọn họ không cho chúng tôi vào phải làm sao đây? Không cho vào, tôi là ai chứ? Viên soái, tôi bây giờ là tổng quản của quan thị thương hội. Bạn bè đến thăm mà, không cho thăm hay sao? Không được, Viên công công. Cô mắng ai thái giám vậy? Thái giám tổng quản, sạch sẽ rồi. Anh soái, tôi vừa mới giúp anh thu dọn lại lần cuối. Đồ của anh ở đây hết rồi, đã không còn gì nữa rồi. Hôm nay anh dọn đến ở đi. Hả? Hả gì? Ở phòng tôi đi. Nếu không nhóc cam nó ở một mình tôi không yên tâm. Tôi không yên tâm đâu. Hay là tôi dọn qua đây ở? Cậu dọn qua cái gì? Anh em nhà người ta ở chung không sao? Cậu dọn qua không sợ người ta đồn bậy bạ hay sao? Vậy trước kia anh cũng ở chung, anh cũng đâu phải anh em. Anh cũng không sợ người ta đồn bậy đâu. Khương Thu nói đúng đó. Chỉ cần hai người thích nhau ở cùng nhau, ông trời cũng không lo đến đâu. Đây là nhà của tôi, không phải quan thị thương hội. Chuyện này tôi quyết định. Hứa? Hứa gì mà hứa? Cậu không được dọn qua đây. Đồng Phúc, anh chết tâm với viên soái đi. Anh ta không hợp với Niếp Niếp đâu. Anh ta bây giờ đánh nhau với quan sản. Soái tử với quan sản thế nào?
Dù sao tôi cảm thấy hai người sớm muộn gì cũng tốt đẹp. Mấy cái này của anh là thứ gì thế? Giống như chạy nạn gì? Để nhà chúng tôi thấy có hợp hay không? Không hợp, không hợp. Mấy thứ này không hợp. Người đi mới thích hợp. Người đi thích hợp hơn. Khu Thu, tôi đồng ý cho anh dọn qua. Đừng có giúp đồ của tôi đấy. Niệm Niệm, anh Soái nói rồi, nói em ở một mình, anh ấy không yên tâm. Muốn hai anh qua ở đây với em. Một mình anh ấy đến nhà hậu quan, em có thể yên tâm hay sao? Hai người không cần ở cùng em đâu. Nhưng có thể uống rượu với em không? Chuyện đó thì đương nhiên rồi. Không được nói cà tím. Alo, cửa hàng Tây Mỹ nghe. Tôi là người giới thuốc. Phải rồi. Bông Tâm Hòa gần đây tăng không ít. Anh muốn nhập hàng sao? Thông báo trong nhà. Để thẩm phán an toàn ngồi vào vị trí, tôi sẽ khởi động dự án tích cực. Được, để tôi xem còn hàng hay không.